dòng này của bên em diệt được tất cả các loại cỏ, cỏ chanh, cỏ gấu, cỏ mần trầu, cỏ thái lai, cỏ chỉ, cỏ lác. Nói chung là các bác phun một lần thôi, 3 ngày vàng lá, 7 ngày chết thối vào tận gốc. Em cam kết với các bác phun 100% là cỏ chết nhá. Chai này chai 1 lít, các bác pha từ 8 đến 10 bình 20 lít, nó cực kỳ là nhẹ mùi luôn nhá các bác nhá. Đấy, cái dòng này các bác phun kể cả phun cả ngày cũng không sợ đau đầu đâu ạ. Cái dung dịch của nó bên trong rất là đỏ đây, đỏ đặc, đặc như siro luôn này các bác này. Đây em rổ cho bác xem à. Đây. Chết tận gốc rễ luôn. Đấy. Chết tận gốc rễ luôn cái thằng cỏ chanh này. Đấy. Các bác thấy nhá, cỏ cao như này phun còn chết nữa là các cái dòng như là mần trầu rồi thái lai. Đây đây đây. Mần trầu thái lai nó chết hết ở dưới đây. Em vơ lên cho bác xem à. Vơ như vơ rơm luôn nhá. Đây. Bác phun xong đây đây, vẫn còn vỏ ở đây nhá, không các bác lại bảo em nói phét. Đặc biệt là các bác nhìn giúp em nhá. Đây, các bác bảo là cỏ thì nó cao như này, phun thì tránh làm sao được vào cây đúng không ạ? Nó cao bằng cao hơn ở cây luôn. Cây vẫn rất là xanh tốt này, vẫn ra quả bình thường. Điều đó chứng tỏ cái sản phẩm của bên em là không hại đất cũng như là không hại cây trồng nhà mình. Thế nên là các bác phun an tâm nhá. Các bác đặt hàng nhá, đặc biệt lưu ý giúp em. Có chữ kênh bác dập lỗi như thế này thì đúng là hàng chính hãng của công ty em. Còn lại thì các bác trả lại giúp em nhá. Bác nào mà đang có nhu cầu hay là đang quan tâm đến cái sản phẩm diệt cỏ bên em, đấy mà muốn diệt cỏ vừa an toàn, vừa hiệu quả, không hại cây, không hại đất, đấy thì liên hệ ngay cho em, để lại số điện thoại ở dưới bên này hoặc là gọi trực tiếp hotline trên màn hình. Đấy, bên em sẽ có chuyên viên liên hệ và tư vấn cụ thể cho nhà mình nhá.